Khách cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vkhao TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ tư 15 tháng 5 2019. Hôm qua chào nhà báo Nguyên Huy. Dạ vâng, kính chào tái mục quý đại đại trường nền Vkhao. Kính chào giáo sư Trần Lê Chi. Vâng, thưa khán thính giả, thưa nhà báo Nguyên Huy, bình luận đầu tiên chúng tôi xin gửi đến khán thính giả là Mỹ đã gửi ra một cái tối hậu thư 4 tuần lễ 1 tháng cho phái đoàn Trung Quốc về trình lại là phải thỏa thuận cái thỏa hiệp thương mại mà hai bên đã dự thảo. Chúng ta nhớ là câu chuyện này nó xảy ra ngày 10 tháng 5 2015 khi hai cái phái đoàn Trung Quốc và Hoa Kỳ họp nhau lần thứ 11 tại Washington DC. Thì trong những giờ đầu tiên đó thì phái đoàn Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi gửi, tổng thống gửi cho ông Lưu Hạc trình lại cho biết là gia hạn cho mấy ông 3-4 tuần, nếu mấy ông không đồng ý ký thì chúng tôi tiếp tục đánh thuế 385 tỷ. Nói như vậy nghĩa là lúc bấy giờ Hoa Kỳ đã quyết định đánh thuế 200 tỷ với cái thuế suất là 25% rồi. Cái đó là cái chuyện hồi xưa Hoa Kỳ hồi xưa ân hạn, nghĩa là hưu chiến chứ không phải là mới. Thì bây giờ 385 tỷ là cái vấn đề mới và nói cho Trung Quốc biết như vậy. Nhưng mà báo chí hỏi thì là ông Lưu Hạc nói rằng là giữa Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì cái vấn đề đàm phán, nghĩa là không có muốn break, không có muốn bỏ cái đó, nghe không dám giận, nghĩa là nói vậy chứ không có giận mà bỏ ra về mà không có giận. Nhưng về phía Hoa Kỳ thì ông Navarro là ông cố vấn kinh tế của Hoa Kỳ nói với báo chí rằng là đây không phải là một cuộc leo thang chiến tranh gì cả, tại vì Trung Quốc đã giờ chót đã thay đổi hoàn toàn cái nội dung đã thỏa thuận lần thứ 10 ở tại Bắc Kinh. Vì thế cho nên Hoa Kỳ cái này là một cái tự vệ, khi anh lật lọng, anh ăn gian với chúng tôi thì chúng tôi không cho anh làm cái đó, nghĩa là chúng tôi tự vệ cho chúng tôi, không có đánh anh hay là leo thang như cái chữ báo chí nói, chúng tôi không có leo thang gì cả. Đây là một cái cách diễn giả cũng đúng thôi, bởi vì khi các anh đã ăn gian, các anh lật lọng, các anh tráo trở thì chúng tôi tự vệ cho chúng tôi, không có đánh các anh leo lên cái thang cao hơn, leo bậc thang lên gì nữa. Thì ông Lavrov nói như vậy. Chúng ta nhớ ông Lavrov là một cái cố vấn kinh tế của Hoa Kỳ luôn luôn ở bên trong để mà theo dõi. Hai ông Bộ trưởng Tài chính và Thương mại chỉ là hai người thực hiện những cái điều bên trong mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là ông Tổng thống cũng nói rõ rằng là nếu Trung Quốc mà không muốn thiệt hại thì 3-4 tuần là phải ký cái thỏa thuận đó. Và chúng ta đang chờ đợi, nhiều nhà bình luận nói rằng là sắp tới đây, trước cái ngày đó 1 tháng 6 thì có lẽ là ông Tập Cẩm Bình sẽ gặp ông Donald Trump bên lề cái hội nghị G20 kỳ này họp ở tại Nhật Bản. Cái đó là một cái người ta đang bàn như vậy. Nhưng mà phải nói rằng về phía Trung Quốc thì mãi ngày hôm sau mới lên tiếng nói rằng là Trung Quốc trả đũa 60 tỷ đô la với cái lãi suất như Hoa Kỳ. Nhưng mà họ không nói làm ngay tức khắc mà họ nói là sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 6. Chúng ta nhớ 1 tháng 6 là cái mốc mà Hoa Kỳ cho Trung Quốc, cái ngày đó nếu không ký thì chúng tôi sẽ đánh 385 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy cái ý bên trong của Trung Quốc, nghĩa là họ chỉ đánh thuế của Hoa Kỳ nếu mà hai bên không thỏa thuận ngày 1 tháng 6. 1 tháng 6 đó là thỏa thuận 385 tỷ. Chúng tôi thấy là như vậy là cái thái độ của Trung Quốc đã mềm lòng, đã xuống nước, hay nói khác đi là đã nhượng bộ một cách rất là khéo léo, thưa anh Viên Huy. Vâng. Có một cái điểm chúng ta nhìn thấy rõ rằng là trong khi mà bên cái cuộc họp mà sau chót của hai bên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Washington thì bên phía Hoa Kỳ thì không nói gì cả mà chỉ có một cái đáp ứng một cách cụ thể là đã áp thuế từ sau cái đúng cũng đúng cái ngày mà chấm dứt cái hội nghị đó. Thì như vậy tức là Tổng thống Donald Trump đã biết trước tất cả những cái ý định của cái ông Lưu Hạc và mấy phái đoàn Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái phái đoàn Trung Quốc á, vẫn còn cù cưa và mặc dù là không có đạt được một cái kết quả nào mà ông nói rằng là chúng tôi sẽ còn họp với nhau ở Bắc Kinh nữa. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là
Tổng thống Donald Trump là đã nắm cái đằng chui mà các anh chỉ là nắm cái đằng lưỡi của một con dao mà thôi, là bởi vì rằng là nếu các anh mà có đi đạt được cái thỏa thuận thì nước Mỹ vẫn có lợi, là nước Mỹ chiến thắng. Và nếu mà các anh không đạt được cái thỏa thuận mà thì nước Mỹ cũng vẫn chiến thắng, là áp thuế đến tối đa. Và áp thuế đến tối đa là một cái điều mà ông Tập Cận Bình cũng như là Trung Quốc đã biết trước rằng là không muốn đến cái chuyện đó. Tức là nếu mà phải thua thiệt như vậy thì tức là cái nền kinh tế của Trung Quốc bị tách rời ra khỏi thế giới, chia thành là hai cái hệ thống kinh tế như là anh em tôi đã bàn với nhau, đã thưa trình cùng với quý khán giả trong những cái kỳ trước. Thì thưa quý khán giả, vậy thì cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc này sẽ chấm dứt chứ không thể nào kéo dài được nữa theo như là những cái quyết định cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Vâng, thưa anh. Cảm ơn anh già. Qua đến một cái tin khác về vấn đề Iran. Thì mới đây cái ông ngoại trưởng của Anh Quốc là ông Jeremy Hunt, thì sau khi mà gặp gỡ với lại các ngoại trưởng của các nước Âu Châu đó để mà bàn về một cái chính sách, một cái giải pháp đối với Iran, khi mà Tổng thống Rouhani có tuyên bố rằng là rút ra khỏi một số những điều khoản trong cái hiệp ước mà hạt nhân P5+1 đã ký trước đây mấy năm, thì thưa quý khán giả, ông cho một cái điều, ông Rouhani đó cho một cái điều kiện là trong vòng 60 ngày, tức là trong vòng 2 tháng đó, để cho các quốc gia Âu Châu bàn soạn một cái giải pháp nào bảo vệ được an ninh cho Iran. Còn nếu không bảo vệ được an ninh cho Iran thì Iran sẽ có những cái biện pháp riêng và rút ra tiến hành những cái chương trình nguyên tử của mình. Ngày vì thế cho nên các ngoại trưởng Âu Châu, Anh, Pháp, Mỹ và Đức đã họp lại nhau cùng một số các quốc gia khác đã họp nhau để mà tìm cái biện pháp. Thì sau khi mà họp như vậy thì ông ngoại trưởng của Anh Quốc là ông Jeremy Hunt thì ông đã tuyên bố một câu nảy lửa rằng cái nguy cơ chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Thì ông dựa trên một cái nguyên tắc, lý do rằng là Mỹ đã đưa tất cả một cái chiến hạm hạm đội và một cái hàng không mẫu hạm tới, cùng là một cái phi đội B-52. Rồi thì Iran cũng đã đưa tất cả những cái hỏa tiễn của mình gắn trên những cái chiến hạm ở cái eo biển Ormuz, làm cái nơi mà cái eo biển mà về phía Nam rất là quan trọng đối với Iran. Thế thì cái vị này, các nhà quan sát quân sự của Hoa Kỳ cho rằng là họ đưa tới để gắn lên chất các chiến hạm đó thì một trong hai trường hợp có thể xảy ra là họ sẽ bắn từ các chiến hạm đó tới các địa điểm mà của Hoa Kỳ hoặc là của quân đội Do Thái hoặc là của đồng minh của Hoa Kỳ. Thứ hai là có thể là đưa lên các chiến hạm đó để họ chuyên trở tới những các vùng khác mà Iran hiện tại đang hỗ trợ, thí dụ như là Hezbollah hoặc là Jihad, là hai cái lực lượng mà đang chống đối với lại Do Thái, đồng minh của Hoa Kỳ. Vậy thì hai bên cùng có những cái lời đe dọa với nhau. Bên một bên Iran thì nói rằng là nếu chiến hạm của Hoa Kỳ tiến vào cái cửa biển Ormuz thì chắc chắn là họ sẽ ránh phủ đầu của các chiến hạm của Hoa Kỳ. Mà tư lệnh của hạm đội 5 của Hoa Kỳ cho biết rằng sẵn sàng đi vào cái eo biển đó nếu có lệnh của Tổng thống, là chúng tôi không có từ nan gì cái gì. Thành thử ra cái tình trạng hết sức căng thẳng, và vì thế Ngoại trưởng Hunt rất là lo ngại cái cuộc chiến tranh sẽ xảy ra trong khi cái biện pháp đối với lại Iran của các nước Âu Châu chưa đạt được, thưa giáo sư. Chúng ta thấy hiện giờ hai cái mặt trận mà phải nói là mặt trận mà anh Viên Vi vừa nói là hàng không mẫu hạm với máy bay ở trên cái vùng biển, cái vùng mà gọi là biển của Ba Tư, vịnh Ba Tư nằm ở đó. Nhưng mà bên kia một cái chiến trường nữa là Do Thái. Chúng ta thấy hiện giờ người Iran đang nhắm vào hai cái mục tiêu mà chống Mỹ, đó là Do Thái và cái vịnh Ba Tư. Do đó chúng ta thấy tại sao tuần qua chúng tôi nói là Do Thái tự nhiên cái là ngừng hưu chiến với Palestine ở cái dải Gaza, nhớ không? Cái dải Gaza tự nhiên hai bên là ngừng với nhau. Người ta thấy là Do Thái ít khi mà chịu thua cái lực lượng của Hamas ở vùng đó lắm. Nghĩa là họ muốn hưu chiến, tức là ngưng chiến ở vùng đó để họ đối phó với bên này, với ông Iran. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiên đoán rằng là giữa Iran và Hoa Kỳ đang chuẩn bị làm những cái cuộc mà
dẫn động lên cân nhiều hơn. Hoa Kỳ thì luôn luôn hâm nóng, chúng ta nhớ Hoa Kỳ, ông Donald Trump chúng tôi nói có thể là sai, ông Donald Trump là hâm nóng ở một cái chiến trường Venezuela, hâm nóng một cái chiến trường bây giờ là ở Iran, hâm nóng cái tình hình đấu tranh thương mại với Trung Quốc để làm cho cái cử tri mà ủng hộ ông 2020 luôn luôn theo dõi. Và làm như vậy chúng ta thấy gì, thế cho nên Gallup mới nói rằng là ra thăm dò nói với ông Donald Trump luôn luôn là cái phiếu tín dụng nó lên cao hơn. Chúng ta thấy đây cho đó luôn luôn là họ hâm nóng, giống như là quảng cáo vậy. Quảng cáo là Coca hoặc là Pepsi luôn luôn họ nói mãi nói hoài chứ không nói người ta quên. Thành ra ông Trump luôn luôn nói để đối xứng lại với việc dân chủ và để tạo cái cử tri, chứ không phải ngày bầu cử người ta mới nói. Do đó chúng tôi thấy ít có khả năng mà có thể nổ ra một cuộc chiến thật sự ở bên Iran, thưa anh Viên Huy. Cảm ơn khán thính giả, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.